Chào mọi người nhé. Đây hôm nay là ngày 67 này. Cái ác này mình vẫn hơn 50 triệu nhé. Đây do cái ác này mình làm ít, cộng mình tích đùi gà chính như hoàn mấy cái x2 chân khí, nên là lực nó không lên được nhiều nhé. Đây anh em lạp mua đầy đủ này không? Anh em nhớ mua này đầy đủ nhá. Đây cái lệnh x2 chân khí mình còn hơn 400 này, chính hoàn gần 300 này. Hai cái này sau mình đợi cái sự kiện to mình ra chơi nhá. Sự kiện mà như đợt trước mà đổi cái gì nhỉ? Mảnh áo hóa độc cô của bãi ấy. Mà trong top 500 thì nó cho mình skin con tướng chính ấy. Mình nhớ lần trước mình vào top 100 mình đổi cái skin búp máu của con tướng nhá. Skin tên tì bà gì đấy, mình cũng không nhớ. Đây, và mình có 650 con gà lướng nhá. Con gà này thì chắc chắn mình sẽ đợi x2 qua mình đỉnh nhá. Như cái video trước là mình cũng có nói là mình đợi sự kiện lớn nhá. Nhưng mà sau khi tính đi tính lại thì mình nghĩ là mình đi qua mình đỉnh thì sẽ ngon hơn là cái sự kiện. Cái game này cái chân khí cũng rất là quan trọng nhé. Đấy, hôm nay rất là quan trọng thay đổi cuộc đời của anh em nhé. Anh em chú ý cái này nhé. Đua heo vàng đoán có thưởng nhé. Đây nó đếm ngược dự đoán là còn 2 phút, gần 2 phút. Còn đếm ngược cái kỳ sau cái này là đợt đua nhé. Đây tức là đua trong 2 phút này, 2 phút là sẽ có một con về đích nhé. Cái đua như là 10 phút đua một lần sao ấy, mình thấy hôm nay đua rất nhiều lần nhá. Đây đợt trước là con heo trắng này, và con nhị thể 2 này, và con hồng 3 này, đen 4 này. Đợt này mình chắc là mình đoán con hồng với con đen là dễ hạng nhất nhá. Nói chung hôm nay mình cược hết rồi, thua hết nhá. Mình đoán thì đúng, còn lúc mình cược thì sai hết nhá. Rất là chán luôn. Đấy anh em chú ý cho mình nhá. Theo mình thì mảnh hóa này cũng ngon thật, nhưng mà anh em bỏ. Cái long nguyên này mình cũng thấy ngon đấy, nhưng mà bỏ nhá. Đây còn cục này thì anh em đại gia tốt nhất là mua ở trên đầu giá bốt nhá. Còn cái nguyên liệu đỏ này mua xốp cho nhanh anh em, bỏ bốn cái bỏ. Đây trang bị đỏ thì anh em nông dân thì cũng thiếu, nhưng mà mình vẫn bỏ nha anh em, không lên bị cám dỗ bởi mấy trang bị đỏ này nhá. Đây còn tướng đỏ anh em ơi, 50 điểm là mình sẽ đổ được 50 mảnh tướng đỏ nhá, cũng rất là cám dỗ như anh em bỏ cho mình nhá. Đây anh em chú ý chưa, 80 điểm nó sẽ cho mình đổi 3 cái, dùng tự chọn một trong các vật sau. Mình nhớ cái video trước mình cũng đã nói với anh em rồi nhỉ, kiểu gì sau các sự kiện nó cũng cho nhá, chỉ là nó cho ít hay cho nhiều, nó cho lông dân hay cho lạp nhiều đấy, nó kiểu đấy. Không biết là anh em có như mình nhỉ, mình mua cái cục đâu nhỉ. Đây, tinh tâm hoàn tốt cộng 30% thu lợi này. Đây là do gì nhỉ? Dạo này mình bận quá, mình hay bị quên thu cái này, rất là thọt điểm nhá. Nên từ bây giờ mình chắc mình phải đặt chuông mình để ý nhá. Anh em nào mà hay quên như mình thì cứ đặt chuông nhá, cho chắc ăn nhá. Mình đặt con hồng với con đen phải không nhỉ? Không biết đây. Đen 13. Tí xem sau nhá. Anh em chú ý cho mình nhá. Cái này như mình đã nói ở cái video trước là cái này nó rất quan trọng nha anh em. Cái này anh em đổi trong đảo hoa đào 10 ngày mình mới được một cục nhá. Tức là một tháng mình được 3 cục. Mọi người chú ý cho mình cái này nhá. Tất cả các sự kiện to bé nhỏ vừa thấp cái gì cũng cái này, có cái này chọn cho mình nhá. Auto chọn nó, không phải là ai khác. Đâu nhầm, không phải là cái đồ khác. Cứ giá mạnh cái này cho mình, không sai được. Đây tình hình là
mình đang có 25 điểm này. Hôm nay mình nạp 100 kim bảo vào, được 5 lá này, làm nhiệm vụ 20 lá này. Thế là mình cược một lần 20, một lần 5, thua hết nhá. Mình lần này mình cược là con đen với con hồng phải không? Đây con trắng đang giữ đầu rồi, con đen đang vượt lên này. Không biết có win không. Ô con trắng lại win tiếp rồi anh em ạ. Đâu con nhị thể win. Bắt đầu tưởng con trắng cơ, thế nào con nhị thể vẫn win được nhỉ? Cái này kiểu như bốn con nó cứ chạy kiểu xem nhau ấy. Chủ yếu là tốc độ con nào nó gần cuối nó lên thì nó top 1 thôi. Như cái game mà Võ Thần mình đang chơi ấy, nó cũng có kiểu chạy này, nhưng mà nó hay bị kiểu như là một con nó cách xa ba con kia nhá. Mình rất thích kiểu đua này nhá, cả hai game luôn nhá. Đây anh em, đây mình nhiệm vụ của mình thì chủ yếu là mấy cái nhiệm vụ mà không auto được thì mình mới phải chỉnh bằng tay thôi, còn đa số các nhiệm vụ mình auto hết nhá, kể cả game võ thần kia mình cũng auto nhá. Mình chơi trên PC nên đa số nhiệm vụ mình auto cho nhàn, chủ yếu là mình làm video là chính nhá, còn các hoạt động nữa nhá. Đây như mình đang bận, mình đang làm video hai game nên mình không thể có thời gian mình treo máy nhá. Đây 5.200 mình chưa vào bảng top 30 nhá, à top 50 nhá. Đây top 50 là 8.700 này. Cái này treo mình cũng được nhưng mà lag máy quá nên mình không thể treo được nhá. Bình thường mình hay treo cái đào hoa đảo này, kiểu gì cũng vào top 10 nhá. Đấy lúc nào mà rảnh rảnh thì chắc mình sẽ phải treo lại, hoặc là thiết kế thêm một cái máy nữa để mình treo nhá. Đây mình cho anh em xem nhé. Đây cái bạn Minh Hiệp này lên 30 triệu nhé, chênh mình 10 triệu nhé. Đây mọi người đâu, âm 1 dương 1 tà 1. Đấy nói đây chắc là anh em cũng hiểu đấy. Đây bạn này hôm nay vừa làm một nháy 80 điểm nhá, lên triệu một, gần triệu lực chiến nha anh em. Đây 8 triệu 3 lực chiến rồi nhá. Mình nhớ không nhầm là hôm qua bao nhiêu nhỉ? Hôm qua hình như hơn 7 triệu thôi, hôm nay 8 triệu 3 nhá. Lực chiến lên cực kỳ nhiều luôn anh em ạ. Sau anh em như mình cũng đã bảo ở cái video trước là mình lên con chua thông lên 1 xong mình dồn mạnh luôn cái con dương quá nhá. Thôi mình tạm thời kết thúc video ở đây nhá. Sau có cái gì update mình sẽ làm video nhắc nhở anh em nhé.